Xin chào các bạn đã đến với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.com. Thì hôm nay mình làm cái clip này muốn giới thiệu đến các bạn về một cái dòng sản phẩm, chính là chiếc camera ngụy trang bật lửa K6 với độ phân giải là Full HD 1080p các bạn nhé. Thì đây là trên bao bì của sản phẩm đây cũng đã ghi chất lượng hình ảnh là Full HD 1080p này, Light HD Light này, có nghĩa là quay được cả ngày cả đêm các bạn nhé. Bật lửa K6 đó. Và đằng sau đây là những cái thông số cơ bản của cái bộ sản phẩm này, các bạn hoàn toàn có thể là đọc tham khảo ở đây các bạn nhé. Và bây giờ mình và các bạn cùng mở cái bộ sản phẩm này ra để tìm hiểu chức năng, công dụng và cách sử dụng của nó ra làm sao, để khi các bạn mua sản phẩm về là các bạn hoàn toàn có thể là biết cách sử dụng, cũng như là các bạn đang xem clip này, nhiều bạn là đang muốn tham khảo thì là sẽ được biết là các công dụng và cách sử dụng của nó như thế nào các bạn nhé. Thì trước tiên là vào cái vấn đề là sử dụng thì mình cũng sẽ là nói luôn cái bộ sản phẩm camera bật lửa K6 này là chỉ xem được qua thẻ nhớ, không xem được qua điện thoại các bạn nhé. Như nhiều các chỗ đại lý đơn vị khác người ta bán, người ta bảo là xem qua điện thoại là không hề có các bạn nhé. Với dòng bật lửa này thì chỉ xem qua thẻ nhớ, có nghĩa là các bạn cắm thẻ nhớ này vào thiết bị bật lửa K6 này là các bạn quay xong về, các bạn lấy ra cắm vào thẻ nhớ, vào điện thoại hoặc là vào laptop hoặc vào những cái thiết bị khác mà chiết xuất được dữ liệu ra thì là dùng được thôi các bạn nhé, chứ nó không hề có kết nối trực tiếp trên điện thoại đâu các bạn nhé. Đó, đấy là bên mình là có thế nào là bên mình quảng cáo như vậy luôn, chứ tránh nhiều trường hợp là bên nhiều đại lý khác người ta cứ nói toàn nói những cái không có thôi các bạn nhé. Chú ý cái điểm này giúp mình. Đây, bây giờ mình sẽ cui cái bộ sản phẩm này ra các bạn nhé. Còn thiết bị này là hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 32GB, còn trong clip này hôm nay có ở đây thì mình chỉ có cái thẻ 16GB thôi. Thì mình muốn review cũng như là hướng dẫn cho các bạn là mô phỏng là như vậy. Còn khi các bạn mua sản phẩm từ camera quay lén 360, mua chiếc bật lửa K6 này thì các bạn sẽ được tặng một thẻ nhớ chính hãng 32GB các bạn nhé. Nhận hàng được mở hàng ra xem đúng mẫu đúng hàng, đủ các phụ kiện, đủ các quà tặng thì các bạn mới nhận hàng các bạn nhé. Bên mình bán hàng là bán hàng công khai, đó có thế nào là quảng cáo như vậy. Đấy, còn bây giờ mình và các bạn cùng đi mở cái bộ sản phẩm này ra thì các bạn nhìn ở đây các bạn nhá, nó sẽ có hai món. Thứ nhất là cái thân của camera, cái thứ hai là cái lắp đậy của nó các bạn nhá. Đó, và bây giờ những bạn nào mà lắp đậy, nhiều người vẫn hỏi mình là đậy như thế nào, thì các bạn chú ý giúp mình, ở đây nó có một cái lỗ này, ở đây nó có một cái thò dài ra thì các bạn cắm khớp nó vào với nhau các bạn nhá. Đó, cắm khớp nó vào với nhau đấy. Là hoàn chỉnh một chiếc camera bật lửa K6 các bạn nhé. Với độ phân giải là Full HD, có một mắt hồng ngoại quay đêm các bạn nhé. Ở mắt dưới này các bạn nhìn, nhiều người bảo mình là nó xước xước như này, bởi vì đây nó có một cái lớp giấy bóng để bảo vệ mắt cam các bạn nhé. Nên cái vấn đề lúc vận chuyển hay là va chạm thì nó xước là điều không tránh được. Lên nhà sản xuất người ta đã dán cho các bạn sẵn một cái lớp giấy bóng ở đây rồi, để giúp là bảo vệ mắt cam, cũng như là trong quá trình vận chuyển nó sẽ không gây bị xước mắt cam các bạn nhé. Mắt cam được thiết kế chính giữa ở đây, còn đây là một cái hồng ngoại đen giúp các bạn quay đêm các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt các bạn nhé. Chiếc bật lửa này thì là các bạn hoàn toàn có thể là bật được lửa các bạn nhé. Đây mình sẽ bật lửa lên các bạn, châm lên cho các bạn xem nhé. Đây các bạn giữ lên này. Đây các bạn nhé, hồng rực lên này. Đấy các bạn nhé. Đó, các bạn châm lên được lên. Nhiều người hỏi mình là hết ga thì có phải bơm ga hay không, thì các bạn chú ý giúp mình là bật lửa này hoạt động trên cơ sở là sạc điện các bạn nhé. Hết điện là các bạn sạc. Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cách sạc điện của chiếc camera bật lửa K6 này. Thì các bạn chỉ cần rút này ra thôi các bạn nhé. Các bạn cắm trực tiếp vào củ sạc của điện thoại các bạn nhé. Cắm vào củ sạc điện thoại rồi các bạn cắm vào nguồn điện 220V là hoàn toàn có thể là sạc được cho thiết bị này. Các bạn sạc là tầm 2 tiếng các bạn nhé. Dung lượng của chiếc camera bật lửa K6 này là dùng được 1,5 đến 2 giờ liên tục các bạn nhé. Hết pin là các bạn rút ra các bạn sạc lại. Đó. Và bây giờ là cách sử dụng của nó thì rất đơn giản thôi. Các bạn lấy thẻ nhớ ra. Lấy cái thẻ nhớ này ra các bạn nhé. Đó. Các bạn chú ý giúp mình là cách lắp thẻ nhớ các bạn nhé. Đây, khe thẻ nhớ được lắp ở đây. Cách lắp thẻ nhớ thì các bạn chú ý giúp mình là lắp cái chiều đây, úp đây các bạn nhé. Đây mình xem nào, các bạn lắp chiều thẻ nhớ đây, các bạn úp cái chiều mặt chữ lên trên các bạn nhé. Mặt đồng hướng vào cái gân sắt này các bạn nhé. Mặt đồng hướng vào cái gân sắt này, mặt chữ này lên trên đó, các bạn ấn xuống. Cái này các bạn phải ấn sâu, thấp hơn so với cái mặt phẳng này thì nó mới giữ thẻ nhớ ở lại các bạn nhé. Đây mình sẽ lấy luôn cái thước này các bạn nhé. Đây mình sẽ ấn xuống, bởi vì móng tay của mình nó ngắn. Đấy, nó kêu tách một cái và giữ thẻ nhớ ở trong. Đó là đã cài đặt xong các bạn nhé.
Bây giờ thì mình vẫn tháo này ra, bởi vì lần đầu tiên các bạn vẫn phải nhìn theo tín hiệu đèn cũng như là cái chế độ rung các bạn nhé. Còn những bạn nào quen rồi thì các bạn không cần các bạn nhé. Đây là mình sẽ hướng dẫn. Còn công tắc khởi động nguồn cũng như là ấn để bật, để ấn để dừng thì là các bạn là phải ấn thao tác ở chỗ này các bạn nhé. Ở chỗ đối diện mắt hồng ngoại bên này này đấy các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ là khởi động máy lên. Có một cái điểm chú ý nữa các bạn nhé, là khi quay thì các bạn phải hướng các bạn nhé. Đây, khi theo chiều đóng đây các bạn nhé. Khi quay các bạn phải hướng cái chiều bật lửa này hướng về phía mình thì mới đúng chiều là đầu với đầu, chân với chân. Còn nhiều người thì quay ngược lại nhỉ, đâm ra lại lộn ngược đầu xuống chân và chân lên đầu, thì đâm ra cái đoạn clip đấy thì sẽ bị bỏ cũng như là hỏng các bạn nhé. Chú ý cái điểm này giúp mình là phải là hướng cái chiều ấn này về phía mình các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ rút này ra để các bạn nhìn dễ thao tác theo tín hiệu đèn các bạn nhé. Đó, các bạn giữ vào cái nút nguồn ở đây, đằng sau đít đây, các bạn giữ nút nguồn lên các bạn nhé. Đồng thời nó sẽ có một tín hiệu rung cũng như là đèn ở đây sẽ sáng lên màu đỏ các bạn nhé. Đây, giữ lên, đấy nó sẽ rung lên và đèn sáng màu đỏ lên đây các bạn nhé, là trạng thái chờ. Bây giờ những bạn nào muốn quay clip thì các bạn ấn vào đây một cái các bạn nhé, ấn vào đây một cái này, đây các bạn ấn nhá, ấn vào đây một cái sẽ rung hai cái, chớp hai đèn đỏ và nó sẽ tắt đi. Như vậy là chế độ đang quay các bạn nhé, đây là chế độ đang quay luôn các bạn nhé. Đó, và những bạn nào mà không muốn quay nữa thì các bạn ấn vào đây một cái nữa, ấn vào đây. Đấy, là đèn nó sẽ lên trở thành đèn đỏ trạng thái chờ các bạn nhé. Và muốn quay nữa thì lại cứ ấn một cái nữa các bạn nhé. Đây, mình muốn quay nữa mình ấn một cái, nó sẽ rung hai cái, nháy hai cái rồi tắt đi. Đó, không muốn quay nữa lại ấn vào đây một cái, là sẽ rung một cái và đèn đỏ sáng chờ các bạn nhé. Đó là cách sử dụng rất là đơn giản. Và trong cái clip vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn là cách sử dụng chiếc camera bật lửa K6 với độ phân giải là Full HD các bạn nhé. Và cách sạc này, cách quay, cách đặt máy quay như nào là cho đúng các bạn nhé. Còn bây giờ là mình sẽ test cho các bạn xem chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera bật lửa K6 các bạn nhé. Còn một cái lưu ý cuối cùng để khi kết thúc cái video này, để các bạn quay sang cái mục là bên mình test cho các bạn xem chất lượng hình ảnh thực tế, thì các bạn chú ý giúp mình là khi các bạn lấy thẻ nhớ các bạn nhé, lấy thẻ nhớ các bạn ấn sâu xuống các bạn nhé. Đây, nhiều người cũng hỏi mình, đây mình sẽ trả lời luôn ở đây. Mà các bạn ấn sâu xuống, đấy là thẻ nhớ nó sẽ lòi lên các bạn nhé. Bạn kéo thẻ nhớ ra giúp mình. Đó, những ai mà dùng điện thoại thì các bạn cắm trực tiếp cái thẻ nhớ này vào điện thoại là xem được. Còn ai mà dùng laptop thì các bạn, cách thứ nhất là các bạn rút thẻ nhớ ra cắm vào đầu lọc thẻ như thế này các bạn nhé. Các bạn cắm vào đầu USB của laptop. Cách thứ hai là các bạn cắm trực tiếp cái này vào cổng của TV thông minh cũng như là cổng của máy tính là đều được hết, đều là chân USB các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình và các bạn cùng đến với chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera mini K6. Công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn, website camera quay lén 360.com, và hiện tại mình đang mang chiếc camera ngụy trang bật lửa với độ phân giải là Full HD ra ngoài các bạn nhé. Chiếc bật lửa K6 này cho các bạn với chất lượng hình ảnh sắc nét chân thực nhất các bạn nhé, thu cả tiếng cả hình ổn định rõ ràng. Đó, đây mình test qua cho các bạn xem một cái đoạn qua các bạn nhé. Đó, cả tiếng cả hình đầy đủ hết các bạn nhé, thu âm cũng như là ghi âm lại cuộc nói chuyện hoặc là người đối diện thì cực kỳ là sắc nét và chân thực. Những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình qua hai cái số ở đây, chính là 0969920838 hoặc 0906201256 các bạn nhé. Truy cập trực tiếp vào website camera quay lén 360.com. Nếu mà các bạn thấy kênh YouTube của mình hay thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận những cái clip mới nhất từ camera quay lén 360.com.